Rồi xin chào anh em nhé. Thì hôm nay trên làng bãi lại giới thiệu cho anh em một cái lô hàng ben chính điện cho các dòng ghế sofa hay là ghế này ghế kia, hoặc là thiết bị đóng rèm cửa này kia. Đó. Thì mình hôm nay đi bốc 10 tấn hàng. Đó, có 2-3 dòng, một dòng ngắn, dòng dài. Đây là dòng ben dài, kia là dây trượt, trong này dòng dây trượt dài, đây ben ngắn, dòng ben ngắn này, đó. Đây là thanh dài, này bốc hàng mới keng 100% nhé, hàng mới tinh nhé, chưa sử dụng, có đầy đủ thiết bị điện 220. Lô hàng này là 10 tấn. Nhà bốc cũng gần xong rồi. Đầy một xe 15 tấn rồi. Đó, thì các bác có nhu cầu mua về chế cháo hay là gì thì liên hệ em 0989821011 nhé. Trong có cả phụ kiện này kia, đầy đủ cá sạc, cá này cá kia. Đó. Thanh dài 50 mấy ni, 500 mấy này. Đó. 75W 29V DC, có cục nguồn 200 nhá. Đó, có vấn đề thì anh em có nhu cầu thì liên hệ chuyên 0989821011. Phụ kiện chốc cho lên trên này xếp ké ké vào đây chứ không. À, có phụ kiện nữa. Ừ. Đây là 10. Các bác có nhu cầu làm lô thì liên hệ em 0989821011 nhé. Giá bao tốt cho anh em. Xin chào.